Xin chào quý vị và các bạn, Phương Nga Hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp của Kisato. Được biết đến trong các mẫu biệt thự là một trong những mẫu được nhiều chủ đầu tư quan tâm nhất trong năm 2020 và đang trở thành xu hướng dẫn đầu năm 2021. Ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến với các bạn mẫu thiết kế biệt thự hot nhất hiện nay do chính đội ngũ kiến trúc sư Kisato thiết kế cho gia đình anh Phạm Văn Triệu tại Bắc Ninh. trên mình với phong cách thiết kế hiện đại trẻ trung cùng gam màu trắng chủ đạo tinh tế. Thiết kế hai tầng hệ mái chéo khiến ai đi ngang qua cũng phải dừng lại đôi phút để chiêu ngưỡng mới đành lòng mà rời đi được. Đảm bảo tính riêng tư cho công trình được bao bọc bởi hệ thống tường rào cao ráo vững chãi, thiết kế hàng rào theo phong cách chấn song trụ cột vừa khéo léo phô diện trọn vẻ đẹp của công trình lại có thể giữ được khoảng riêng tư cho gia chủ. Mặt tiền tầng 1 được ốp đá toàn bộ, vừa lộng lẫy lại vừa sang trọng, từ phần bậc thềm dẫn lối cho tới bề mặt tường đồng nhất với nhau. Nổi bật chính giữa là hệ cửa gỗ pano, các hình cửa xe mặt kính. Đối với những công trình có mặt phố, đông đúc, xe cộ người qua lại thì loại cửa này luôn là lựa chọn số 1 bởi công năng về chống ồn, cách âm hiệu quả mà nó mang lại. Không những vậy, loại cửa này còn đem đến độ thẩm mỹ cao với những đặc trưng trong phong cách thiết kế, Tận dụng mọi không gian ngay phần thềm bậc được biến hóa thành bồn cây, đem lại không gian xanh cho gia đình hay khu vực sát cửa sổ, tưởng chừng vô dụng nhưng chỉ một vài hàng gạch đã biến cho khu vực ấy trở nên sinh động bắt mắt với những bụi hoa sắc màu. Để mang đến nhiều khoảng không gian mở cho gia đình, tại mặt tiền tầng 2 được thiết kế thêm phần ban công ngoài trời, sử dụng lan can chất liệu kính cường lực Việc sử dụng lan can cửa lực này giúp ngôi nhà có thể khoe trọn vẹn được vẻ đẹp mà không bị khuất lấp ở bất cứ vị trí nào nhưng vẫn đảm bảo tính chất an toàn. Sự khéo léo trong việc lựa chọn chất liệu của kiến trúc sư còn được thể hiện trong cách bố trí, sắp xếp các hệ cửa kính tại cửa ra vào, cửa sổ của ngôi nhà một điều nghiễm nhiên của bất cứ loại kính nào đều mang lại đó là cái nhìn đa chiều đem đến khoảng diện tích ảo để công trình trở nên rộng rãi hơn. Không những thế với chất liệu này còn giúp không gian bên trong thu hút được ánh sáng tự nhiên một cách tốt nhất. Các nét trang trí không cần quá cầu kỳ bởi các đường nét hoa văn tinh xảo, các họa tiết uốn lượn có thể chỉ đơn giản là các nét kẻ vân xi si măng hay các đường phào chỉ thẳng hàng cũng đem đến cái nhìn mới lạ, một cái nhìn sinh động độc đáo với phần mái chéo ắt hẳn là cái nhìn của đa số thì mái chéo chỉ xuất hiện khá ít so với số đông nhưng không đồng nghĩa nó không mang tới cái nhìn toàn diện mới lạ không chỉ phù hợp về mặt thẩm mỹ mà tiện ích bởi thiết kế mái chéo tức hai mái lệch nhau, phân hệ thấp cao, đồng nghĩa với việc thoát nước khi trời mưa xuống cực tốt. Không những thế với hệ mái này, khi phân tầng có các điểm mở, gia chủ có thể tận dụng tối ưu trong việc bố trí các ô thoáng khí, ô hút sáng cho công trình cũng là một điểm cộng khá lớn sau khi nhận được yêu cầu của gia đình anh triệu tại bắc ninh đội ngũ kiến trúc sư của kisato đã có buổi khảo sát trực tiếp tại gia đình để có thể lắng nghe những tâm tư nguyện vọng và nhu cầu của gia chủ để tổng hợp lên phương án kiến trúc phù hợp thỏa mãn mong muốn đem đến sự tiện nghi trong quá trình sử dụng Vừa rồi là tổng thể ngoại thất của ngôi nhà. Quý vị đừng bỏ qua các thông tin chi tiết. Kích thước công trình được chúng tôi giới thiệu ngay sau đây. Chiều sâu của công trình là 11m được chia thành 5 lưới trục. Từ trục A tới trục B là 3,78m, từ trục B tới trục C là 2,72m, từ trục C đến trục D là 3,6m và từ trục D tới trục E là 0,9m. Còn chiều ngang mặt sảnh chính là 8,85m được chia làm 3 lưới trục từ trục 1 tới trục 2 là 3,75 m, từ trục 2 tới trục 3 là 5,1 m. Tiếp theo mời quý vị khám phá cách sắp xếp các phòng chức năng qua bản vẽ thiết kế căn nhà. Trên màn hình hiện tại đó là mặt bằng công năng tổng 1, từ sảnh chính bước vào như nhiều căn nhà khác đó là phòng khách. Điều khác biệt là chúng tôi đã tích hợp phòng thờ cùng khuôn viên phòng khách. Tổng diện tích của hai phòng chức năng này rất rộng rãi, tới 52,45 m2. Theo nhu cầu mong muốn của gia chủ nghỉ ngơi là chính nên trong mẫu nhà này thì chúng tôi không có khu vực bếp và phòng ăn, thay vào đó là diện tích lớn dành cho phòng ngủ nghỉ. Phía sau phòng khách và phòng thờ ở tầng 1 là hai phòng ngủ có diện tích lần lượt là 13,13 m2 và 12,57 m2. Bên cạnh đó là phòng tắm và khu vực vệ sinh chung được thiết kế tách riêng, diện tích từng phần là 4,43 m2 và 2,4 m2. Công năng tầng 2 bao gồm 4 phòng ngủ có diện tích lần lượt là 17,34 m2, 17,76 m2, 12,18 m2 và 13,13 m2. Phục vụ tối đa cho nhu cầu nghỉ ngơi của gia chủ. Trên tầng 2 thì chúng tôi cũng không quên thiết kế phòng tắm cùng khu vực vệ sinh chung diện tích tương tự như ở tầng 1 không ngừng sáng tạo, không ngừng hội nhập để có thể tự tin phục vụ hoàn thiện những ngôi nhà mơ ước của chủ đầu tư trên 63 tỉnh thành khắp cả nước, luôn là đơn vị được nhiều gia đình chọn mặt gửi vàng, đó chính là Kisato. Chúng tôi tin rằng với kinh nghiệm sẵn có và đội ngũ chuyên môn cùng với hệ thống chăm sóc khách hàng tận tình sẽ có thể thỏa mãn được mọi nhu cầu và đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho quý khách hàng. Mọi thông tin liên hệ quý vị có thể liên hệ tới Kisato theo hotline số 096-345-9288 để có thể được hỗ trợ một cách nhanh nhất và tốt nhất. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.